Đối với những người lầm lỡ phải lao động cải tạo tại các trại giam, mỗi dịp Tết đến càng khiến họ thêm khắc khoải, đau đáu, nhớ về gia đình. Một người chịu án, không chỉ bản thân phạm nhân mà kéo theo cả gia đình sẽ không được đón cái Tết đoàn viên. Sau cải tạo, được trở về đón Tết bên gia đình, đó không chỉ là niềm hạnh phúc lớn đối với người hoàn lương mà còn là niềm vui đong đầy của cả những người thân. Em nghĩ rằng là cả đời này thì chỉ cần như thế là đủ thôi, không cần là Tết là phải rực rỡ lộng lẫy như người ta, chỉ cần Tết là đầy đủ các thành viên trong nhà như thế này là đầm ấm rồi. Hai cái Tết vừa rồi á thì anh đi khỏi, thì hẳn mấy mẹ có đầy nhà thì hẳn buồn, không chỉ hẳn cũng buồn, Tết đến nữa thì không chỉ cảm thấy hẳn buồn, hẳn tùy. Nhưng mà Tết năm như thế anh có anh về thì nói chung là dọn dẹp nhà cửa thì công việc các thứ thì hẳn kháng tráng, hẳn vui vẻ, hẳn hạnh phúc, hẳn ấm áp hơn. Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, những ngày cuối tháng 12. Cuối năm nay, trên địa bàn huyện có một số trường hợp được mãn hạn tù trở về tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có anh Võ Nhân Dũng. Trải qua hai cái Tết không được quây quần bên gia đình, đầu tháng 12 năm 2023, anh được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Khi vào trào trại thì nói chung những cái ngày tháng đầu tiên thì rất chi là cũng gian nan, nói chung rất chi là khó khăn. Nhưng mà rồi dần dần thì rồi cùng bắt buộc rồi quen đến sau đến chờ đến cái ngày ra trại thì nói chung rất chi là vui và lại là phấn khởi về để tụ họp với gia đình con cái thì nói chung không có gì vui bằng. Hai năm chấp hành án tại trại giam Xuân Hà do tội đánh bạc trái phép. Khoảng thời gian với nhiều người có thể không phải là quá dài, nhưng đối với anh Võ Nhân Dũng, đó là những ngày đằng đẵng. Khi về được vì gia đình gặp được vợ con rồi mẹ già, nói chung khi đó nó rất, nói chung cái tình cảm khi đó nó khó nói lắm, nói chung cũng có phần nghẹn ngào. Khoảng tầm con một tháng nó về thì nói chung ăn ngủ nó cũng không được cho không được thoải mái, nói chung chập chờn, kiểu nó kiểu vui mừng ấy, trống chờ đến cái ngày đó để mà về. Buổi sáng ra trại thì có vợ và con và cùng mấy người cầu với bạn bè nữa ra đón, nói chung cái khi đó thì vui lắm, nói chung khi ra khỏi cái cánh cửa nhà tù mình cảm giác rất là vui phấn khởi. Thời gian mà anh đi á thì tối thì thật là rất buồn vì là công việc là gia đình thì được một mình anh vẫn tái vì công việc cũng nhiều thì nói chung là nói về cái buồn thì nó mà nói hết nữa thì nhưng mà đi đang một cái công việc hành lờ rồi thì nó làm nhiệm vụ chút xong. Trở về đoàn viên cùng gia đình vào những ngày cuối năm, dịp Tết năm nay dường như càng trở nên đặc biệt hơn với vợ chồng anh Dũng. Qua mấy năm nay anh Dũng mới lại được tự tay dọn dẹp bàn thờ gia tiên. Có anh về, chị Huyền thấy căn nhà trở nên ấm cúng hơn khi trong nhà có người đàn ông lo liệu việc lớn, việc nhỏ. Hai cái Tết vừa rồi á, thì anh đi khỏi, thì hẳn mấy mẹ có đầy nhà thì hẳn buồn, không chỉ hẳn cũng buồn, Tết đến nữa thì không chỉ cảm thấy hẳn buồn, hẳn tùy. Nhưng mà Tết năm đi thì anh có anh về thì nói chung là dọn dẹp nhà cửa thì công việc các thứ thì hẳn kháng tráng, hẳn vui vẻ, hẳn hạnh phúc, hẳn ấm áp hơn. Vừa mới trở về, ít nhiều bản thân anh không thoát khỏi mặc cảm, e ngại. Thế nhưng anh Võ Nhân Dũng tin khi có người thân và cộng đồng hỗ trợ, mùa xuân này chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn đối với anh và gia đình. Mình con người, một người bình thường mà vào cái cảnh tù tội thì cũng có cái chút mặc cảm về xã hội, nhiều khi gặp đen đủi ấy. Nhưng mà mình thì tất nhiên cũng vẫn có e ngại một chút, nhưng mà chắc là từ từ rồi quen. Nói chung mình muốn hướng tới thì
muốn làm một con người nói chung không thể lặp lại con đường cũ nào, nghĩa là muốn làm một con người tốt cho trước hết là cho gia đình mình, còn sau nữa là có ích cho xã hội, nên mình hứa chắc chắn mình sẽ làm được. Cũng là một trong những người hoàn lương trở về địa phương, thời gian gần đây anh Nguyễn Văn Thanh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc đang bắt đầu hành trình xây dựng lại cuộc sống mới. 5 năm trước, chỉ vì thiếu hiểu biết, anh Thanh đã phải trả giá bằng bản án của pháp luật. Năm 2017 là cùng dịp gần cuối năm, nhưng hiện giờ nghề nghiệp của tôi là buôn bán nông sản Lào Việt Nam. Đi về thì thấy bên Lào nó bán cái cây hoa anh túc á, mua về để ngâm rượu chứ không phải là buôn bán gì cả. Nhưng mà quá trình họ điều tra thì họ quyết định là tạm giam mất 4 tháng. Sau đó là khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là án 5 năm rưỡi. Sau đó là tôi ở lại trại giam Xuân Hà, cải tạo ở phân trại số 1, án là được 3 năm rưỡi, là giảm được gần 2 năm rưỡi. Thời gian đầu khi biết tin chồng mình phạm phải sai lầm và phải chấp hành án ấy, thực sự là cái tinh thần rất là khủng hoảng. Lúc đó thì con thì đang rất là bé, một đứa mới được gần 3 tuổi và một đứa được gần 20 tháng. Thì cũng không biết phải làm như thế nào cả, vì bên nội thì ông bà mất cả, bên ngoại thì ở xa. Thì lúc đó cũng rất là khủng hoảng, nhưng mà rất may là được cái sự động viên của anh em, rồi bà con lối xóm, thì em cũng từ từ là vượt qua được cái nỗi khó khăn đấy, rồi là tìm mọi cái công việc phù hợp để làm, vừa có thể nuôi con, vừa có thể hỗ trợ chồng trong trại giam. Ngày anh Thanh còn ở nhà, chị Thiện chỉ tập trung chăm lo con cái, kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng. Khi anh vào trại, chị đã phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Kinh tế không có, mấy mẹ con chị dựa nhiều vào sự giúp đỡ của người thân và làng xóm. Thế nhưng với mẹ con chị Thiện, sự thiếu thốn về vật chất chẳng là gì so với nỗi trống trải, thiếu vắng anh Thanh, nhất là vào những dịp Tết. Những năm ấy, mẹ con chị dường như chẳng có Tết. Trong cái những năm mà chồng chấp hành án ấy, thì những năm đấy gần như là mẹ con không có Tết. Có một năm là đón Tết ở nhà ông bà ngoại, và cái cảm giác mà không đủ thành viên trong gia đình ấy, nó rất là buồn. Cái thời gian đấy thì tôi gần như không mong muốn là có cái Tết nào cả, bởi vì là cứ nghe con hỏi rằng là mẹ sao Tết con không thấy bố ở nhà, thì tôi rất là buồn, mà cứ nghĩ rằng là không biết đến bao giờ thì cái gia đình mình mới được đoàn tụ ấy. Và cái thời điểm mà năm đầu tiên mà chồng không ở nhà ấy, là ba mẹ con là chỉ biết là ôm nhau khóc. Anh em bà con đến động viên hỏi han cũng chỉ biết khóc, và thực sự là rất là khó để mà nói rằng là chấp nhận được cái sự việc là thiếu vắng bố trong những cái ngày Tết đấy. Gần 4 năm anh vắng nhà, con cái luôn mong chờ ngày bố về. Ngày anh Thanh được ra trại, niềm vui vỡ òa trong căn nhà nhỏ. Mỗi ngày đi học về, những đứa trẻ hân hoan trong lòng vì biết có bố đang đợi ở nhà. Mùa xuân như nở hoa trong lòng các con anh. Con đọc được 10 điểm luôn. À, 10 điểm. Nên là con phải biết làm sao? Học giỏi. Con phải học giỏi. Giỏi. Để không phụ lòng bố làm việc lao động. À. Trong ngôi nhà nhỏ hiện hữu đầy đủ các thành viên, thì dù có khó khăn vất vả thế nào, với những đứa trẻ, đó vẫn là hạnh phúc đủ đầy. Cái này mẹ mới nhổ lên thì chả bẩn lát nữa tắm. Con rất thích không khí gia đình mình, bởi vì gia đình mình có đầy đủ bố mẹ, chị em. Con thấy rất là vui. Bố về thì mặc dù là kinh tế không có gì cả, Tết không đào, không hoa, không đèn nháy, nhưng mà lại rất là vui, rất là đầm ấm. Tết thì mỗi anh chị em trong gia đình ấy, thì người thì cho cân thịt, người cho cân nếp,
là cũng đủ để thực hành cái Tết rồi. Tuy nó đơn giản nhưng mà thực sự là gia đình thế rất là đầm ấm. Mà khi mà cả gia đình còn có hai chị lớn nữa, là cả nhà 6 người quây quần bên một mâm cơm tưởng như là rất là bình thường, nhưng mà lại thực sự đó là một cái niềm hạnh phúc mà em nghĩ rằng là cả đời này thì chỉ cần như thế là đủ thôi. Không cần là Tết là phải rực rỡ lộng lẫy như người ta, chỉ cần Tết là đầy đủ các thành viên trong nhà như thế này là đầm ấm rồi. Vi phạm pháp luật thì nó phải theo quy định của pháp luật, mình phải xác định như vậy. Mà hơn nữa là mình nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mình phải có gia đình, phải có nền tảng gia đình, và nhất là con cái. Cái tương lai của con cái mình là người bố, thì cho dù mình sai phạm thì trong quá trình đó thì con nó thiệt thòi, mặc cảm về bạn bè, nó thiệt thòi rất lớn. Nhưng mà mình về thì cũng cố gắng nỗ lực và cũng động viên con và dạy bảo con đi, để cho con nó phát triển và nó xóa được cái quá khứ người bố là có những cái sai lầm như vậy, để hòa nhập. Và hai nữa là mình giáo dục con cái để sau này nó có những cái điều để nó tránh được, nó hiểu được, chăm lo cho con cái. Thời gian đóng đó thì tôi nghĩ là dù muộn hay sớm thì nó cũng phải về, cơ bản là sức khỏe. Còn về thì mình làm lại từ đầu thì cũng còn gia đình, con cái, tương lai của mình còn dài. Trải qua khoảng thời gian khó khăn, giờ là lúc anh chị cùng nhau xây dựng kinh tế trở lại. Bắt đầu từ việc cày cuốc, trồng lại mấy gốc cây trong vườn. Xa hơn thì hai vợ chồng nghĩ cách làm ăn. Miễn là vợ chồng có nhau, thuận vợ, thuận chồng, làm gì cũng nên. Được mãn hạn tu á, về địa phương thì thực chất mà nói là rất nhiều những cái khó khăn. Là vì thời gian mình ở trong thời gian cũng dài. Càng thêm là gia đình đi ở nhà là con nhỏ, nên là không có công ăn việc làm. Mình là người chính trong việc gia đình. Thì khi về thì vốn liếng cũng có. Thì mình hồi xưa thì cũng có là, tôi hồi xưa là có học cái nghề mộc. Nên là vào trong trại quá trình thời gian tôi cũng làm mộc cho trại. Sau đó về thì như cũng không biết làm gì, thì về cũng phát huy cái nghề của mình hồi xưa. Nên là cũng tiếp cái nghề mộc để gây dựng, đưa đẩy kinh tế gia đình phát triển và làm lại từ đâu. Chồng về rồi cơ bản thì gia đình cũng ổn định rồi. Thì mặc dù rằng cuộc sống còn rất là nhiều khó khăn, nợ nần cũng rất là nhiều. Và công việc của chồng thì lúc cũng đông khách, lúc cũng thưa khách. Nhưng mà chỉ mong rằng là gia đình ai cũng khỏe mạnh. Anh em trong gia đình luôn đoàn kết và mọi người, gia đình vẫn được anh em bà con lối xóm yêu thương như lúc này. Thì mọi khó khăn vất vả gì cũng gạt qua hết. Chỉ mong là có sức khỏe, đừng ốm đau bệnh tật gì thôi. Cho nên tôi thì tôi cũng chẳng mong một cái cuộc sống nó giàu có gì đâu. Chỉ buồn là chồng cũng nhiều tuổi mà sức khỏe cũng không được tốt nữa. Anh ấy rất là nhiều bệnh. Nên chỉ mong làm sao mà đừng có bệnh hiểm nghèo xảy ra đến với anh ấy, rồi đừng có một cái biến cố nào xảy ra đối với cái gia đình này nữa. Chỉ thế thôi là đủ rồi. Những ngày đông dần qua, mùa xuân đang đến gần. Với những người hoàn lương như anh Võ Nhân Dũng hay anh Nguyễn Văn Thanh, Tết năm nay vẫn rất giản dị, nhưng đó sẽ là cái Tết trọn vẹn. Không chỉ đủ đầy các thành viên trong gia đình, niềm vui còn nhân lên khi các anh được sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế. Trong những ngày bình thường công việc, tiếng nói những ngày Tết, những ngày lễ mà gia đình đầy đủ sum họp với nhau thì cho nên thì gia đình nó ấm cúng hạnh phúc, thì cái đó là điều mong muốn của tất cả mọi gia đình. Những người mà chấp hành xong án phạt tu sống về trở về địa phương mà tu họp với gia đình thì cái đó thì là hạnh phúc là càng lớn hơn, ấm áp hơn, nên gia đình nó vui vẻ hơn, con cái nó bố mẹ anh chị em sum vầy thì điều đó là hạnh phúc hơn. Được chính quyền, công an và ngân hàng chính sách địa phương hỗ trợ vay vốn theo chính sách dành cho người hoàn lương, anh Võ Nhân Dũng và Nguyễn Văn Thanh có thêm động lực để phát triển kinh tế. Dự tính của anh Dũng khi có thêm vốn sẽ mở rộng thêm cửa hàng tạp hóa để hai vợ chồng cùng làm. Nói chung bước đầu mới về mà có một cái số tiền từng đó để mà mình làm ăn, thì mình vừa rồi cũng được vài 90 triệu.
thì chuẩn bị năm hết năm rồi thì chưa nãy chứ mà qua năm thì mình bổ sung vào cái quán để kinh doanh thêm. Cán bộ xã nói chung cũng giúp đỡ, trong các cái thủ tục pháp lý ấy, và giúp đỡ trong tạo điều kiện cho mình để hết mức. Còn đối với anh Thanh, có kinh nghiệm từ việc làm gỗ mộc, anh sử dụng nguồn vốn được cho vay để mua thêm máy móc và nguyên vật liệu, mở rộng hơn cơ sở mộc tại nhà. Với sự quyết tâm và chí thú làm ăn, kinh tế của gia đình anh đang dần khá hơn. Thì tôi cũng được là chính quyền địa phương cũng như là ngân hàng chính sách, cộng thêm đó là công an quản lý địa bàn xã Vương Lộc. Thì tôi cũng tham khảo và được phổ biến. Thì vừa rồi là tôi được giải ngân vay 195 triệu là mức tối đa, là vốn hỗ trợ cho người tái hòa nhập cộng đồng. Thì thực chất mà nói thì khi về thì không khó khăn, nhưng mà dư được cái nguồn vốn đó thì tôi cũng rất cảm ơn Đảng và Nhà nước Chính phủ cũng như chính quyền cả cấp, cả ngàn. Đối với những người hoàn lương, được trở về đoàn viên trong vòng tay yêu thương của người thân, nhận được sự bao dung từ cộng đồng, xã hội, đó sẽ là mùa xuân ấm áp nhất trên con đường tìm lại chính mình sau những lầm lỗi.